Hello, hello, thầy xin chào tất cả các em. Rồi hôm nay thầy giáo tiếp tục gửi tới các bạn một cái video, một cái đề thi khá là khó các bạn. Đề thi của phòng giáo dục thành phố Quảng Ngãi nhé. Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, môn toán lớp 7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó có những cái ý như thế nào nào. Câu thứ nhất có hai ý thôi, nhưng đều là ý cũng khá là khó đấy. Nào các bạn lấy giấy bút ra nào, cùng làm với thầy nhé. Các bạn có thể dừng video, làm xem đáp số có trùng với thầy hay không. Đấy. Bài thứ nhất nào. Rồi, ok, bài này 4 điểm, có hai ý, nhìn có vẻ rất là ngắn. Nhìn có vẻ rất là ngắn. Tuy nhiên là ta xem nó có điều gì hay không. Rồi, ý thứ nhất là chứng tỏ E này, chứng minh rằng E bằng này 7 mũ 1 cộng 7 mũ 2 cộng 7 mũ 3, 7 mũ 4 là trừ 1, 7 mũ 4 là. Thì đối với các bạn lớp 7 ôn thi học sinh giỏi thì các bạn có thể biết được nó có bao nhiêu số hạng ở đây không các em ạ? Đấy, chúng ta đếm ở trên từ này này, 1, 2, 3, 4 đến 4N. Như vậy là số các số hạng là bao nhiêu đây các em nhỉ? Số các số hạng của tổng. Rất rẻ thôi, cái này tính rất là rẻ. Ở đây là 4N số hạng đúng không? Như vậy là nó có 4N số hạng chia hết cho 4 nha. Cái này chia cho 4. Chính vì vậy mà cái điểm mấu chốt ở trong bài này là thầy giáo có thể chia thành các nhóm, mà mỗi nhóm có 4 hàng tử. Ta chia cái dãy số đấy thành các nhóm. Ở đây có 4N mà chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 hàng tử. Cụ thể ở đây ta có thể chia được thành N nhóm các bạn ạ. Chia thành N nhóm. Mỗi nhóm có 4 hàng tử. Có chia được không em? Chia được chứ đúng không? Vì nó có 4N số hạng mà. Chia hết cho 4 thì. Đấy. Vậy thì khi đó E thì bằng này. Tại sao lại chia thành 4 nhóm? Vì là cứ một cái bảy 4 số 1 ghép lại nó sẽ chia hết cho 400 em. Chia hết cho 400 này. Đấy, các bạn cứ lấy máy tính chúng ta thử xem. Thì đã là thử rồi và cho kết quả là 2800. Đây này, vậy thì E thì bằng này. 7 mũ 1 này cộng 7 mũ 2 cộng 7 mũ 3 cộng 7 mũ 4. Nhóm tiếp theo bắt đầu từ 7 mũ 5 đến 7 mũ 8 em nhé. Và cứ như thế ta nhóm đến nhóm cuối cùng là bao nhiêu đấy các em nhỉ? Cái nhóm cuối cùng sẽ là 7 mũ 4N, 4N trừ 1, 4N trừ 2, 4N trừ 3. 4N trừ 3 này, 7 mũ 4N trừ 2, 7 mũ 4N trừ 1 cộng 7 mũ 4N. Đấy. Thế thì cái nhóm đầu tiên này thầy đã đặt 7 ra ngoài, trong còn 1 cộng 7 này cộng 7 mũ 2 cộng 7 mũ 3. Cái nhóm thứ hai này thì đã đặt 7 mũ 5 ra ngoài, trong cũng còn như vậy. Đấy, và cuối cùng cái nhóm này thì đã đặt 7 mũ 4 n trừ 3 ra ngoài, trong cũng còn 1 cộng 7. Thế thì rất là may mắn, cũng không phải là may mắn đâu bạn, chúng ta có quá trình học và thử thử thì chúng ta thấy cái này là bằng 400 luôn. 400, cái này bằng 400, này cũng bằng 400. Như vậy E thì bằng này, ta đặt 400 ra ngoài đúng không? Đúng chưa các em? Vậy còn 7 cộng 7 mũ 5 cộng vân vân cho đến 7 mũ 4 n trừ 3. Cái số này như thế nào đây? Chia hết cho 400, ta được điều phải chứng minh. Rồi xong ý thứ nhất này. Ok, chúng ta cùng bước sang ý thứ hai nào. Tìm nghiệm nguyên dương. Thứ hai, tìm x y nguyên dương, tức là thuộc z cộng thỏa mãn cái gì đây? X cộng y cộng z bằng x y z. Rồi cái bài này ba lần chúng ta sẽ không thể nào mà biến đổi được đâu. Chúng ta phải dùng phương pháp đánh giá thôi. Đấy. Đấy, vì x y z lớn hơn không nên thầy giáo thì chia. Các bạn nhớ cách làm không? Nhớ không? Nhớ thì comment ở dưới cho thầy nào. Rồi, ok. Các bạn nếu bạn nào nhớ cách làm thì hãy nhấn số 1 nhé. Số 1 là number 1. Chúng ta sẽ cố gắng lấy lại nhất. Nào, chia đi. Chia cả hai vế cho x y z thì ta sẽ được là chia cả hai vế. Ta được x cộng y cộng z trên x y z bằng 1.
Đấy. Thì khi đó ta sẽ có này, chia này đi là 1 trên iz này cộng 1 trên xz cộng 1 phần xy bằng 1. Đấy. Đấy. Thế thì đến đây ta sẽ thực hiện chặn giá trị của một trong, ta chặn x đi. Đấy. Vì xyz thuộc z cộng, tức là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Thế thì không mất tính tổng quát, ta giả sử như sau. Thầy giáo giả sử nhé. 1 biến bằng x, biến bằng y, biến bằng z. Thế thì x là số nhỏ nhất rồi. Thì khi đó là 1 phần xy này. Nhỏ nhất. Luôn luôn bé hơn hoặc bằng 1 phần x nhân x, đúng không em nhỉ? X bình. Vì là y mà, cái này là y biến x mà. À, y lớn hơn x mà. Đúng chưa? Xy sẽ lớn hơn x bình này. 1 phần xy sẽ bé hơn 1 phần x bình. Tương tự, 1 phần yz sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần x bình. 1 phần zx cũng sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần x bình. Vậy cộng lại nào. 1 phần xy cộng 1 phần yz cộng 1 phần zx là cái vế bên này này. Luôn luôn bé hơn hoặc bằng là 1 phần x bình cộng 1 phần x bình cộng 1 phần x bình. Đúng chưa các em? Đúng chưa? Khi đó thì cái này là bằng bao nhiêu đấy? Cái này là 1 bé hơn hoặc bằng 3 trên x bình. Rồi 3 trên x bình mà bé hơn, lớn hơn 1 thì từ đây suy ra là x bình phải bé hơn hoặc bằng 3. X bình mà bé hơn bằng 3 thì x bằng bao nhiêu đây em? X bằng bao nhiêu được nhỉ? X bằng bao nhiêu đây thì là x chỉ có giá trị là 1 thôi. Đấy. Vì là lý do là x là thuộc z cộng. Đấy. Không thể bằng không được. Đấy. X bằng 1 thì ta thay lại thôi. Khi đó đấy, ta trở lại là x cộng y cộng z bằng x nhân y nhân z, thay vào đây được 1 cộng y cộng z bằng 1 nhân y z. Đấy. Thì khi đó nó trở thành cái bài đơn giản rồi. Bài này khá đơn giản, ta chuyển đi. Yz trừ y trừ z bằng 1. Rồi, đặt y ra ngoài, z trừ 1 trừ z cộng 1 bằng cộng 1 vào đây. Cộng 1 vào đây để nó tạo ra cái này, để ta đặt ra ngoài. 1 cộng 1. Đấy, các em nhớ cách làm chưa? Trừ z trừ 1, đặt dấu trừ ra ngoài nó đổi dấu thành z trừ 1 bằng 2. Đấy. Ở đây các bạn tiếp tục đặt z trừ 1 trong thì còn y trừ 1 bằng 2. Quá dễ rồi. Vì này, vì yz cũng lớn hơn bằng 1 nên y trừ 1 này, z trừ 1 cũng lớn bằng 0. Nên dẫn đến là chỉ có cái trường hợp sau đây này. Y trừ 1 nhân z trừ 1 thì có thể bằng 1 nhân 2 hoặc bằng 2 nhân 1 thôi. Nó chỉ xảy ra hai trường hợp này thôi các em ạ. Lớn hơn 0. Chúng ta xét trường hợp 1 đi. Y trừ 1 bằng 1, z trừ 1 bằng 2. Suy ra y bằng 2 và z bằng 3. Trường hợp 2. Y trừ 1 bằng 2 và z trừ 1 bằng 1. Và ta đã tính được. Rồi. Là y sẽ bằng 3 và z bằng 2. Đấy. Như vậy là với vậy là x y z của chúng ta các em biết bằng bao nhiêu đây? Với x bằng 1 này, 1 này, y bằng 2 hoặc y bằng 3, như vậy là 2 này, 3 này, và các hoán vị các em nhé. Đấy. Và các hoán vị, các hoán vị là gì? Có thể thay đổi là 1 2 3 này, 2 3 1 và vân vân, nó rất là nhiều. Đấy, chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi là ok. Rồi, như vậy là hoàn thành bài thứ nhất. Ổn định rồi. Và chúng ta cùng tìm hiểu bài số 2. Bài 2 nào. Rồi, ok. Các bạn hãy dừng video và tìm hiểu đề bài cùng thầy nha. Ui giời, cái bài 2 này còn dễ hơn bài 1 rất nhiều các bạn ạ. Cái bài tính toán này, tính giá trị biểu thức. Tính này. 15 này. Nhân 4 mũ 12, nhân 9 mũ 7, trừ 4 nhân 3 mũ 15, nhân 8 mũ 8, trên. Này, trên. 19 này, nhân 2 mũ 24 này, nhân 3 mũ 14 này, trừ 6 nhân 4 mũ 12, nhân 27 mũ 5. Rồi, cách làm bài này là gì? Các bạn nhớ chưa? Xem những số nào chưa phải là nguyên tố thì đổi ra lũy thừa thôi. 49 này, 27, 6, vân vân.
15 là 3 nhân 5. 4 là 2 mũ 2, mũ 12 là 2 mũ 24. 9 là 3 mũ 2, như vậy 3 mũ 14. Trừ đi 2 mũ 2 nhân 3 mũ 15. 8 mũ 8 là 2 mũ 3, 3 8 24. 2 mũ 24. Rồi, cùng chung với đây rồi, cũng đẹp rồi. Trên. Trên bao nhiêu đây? Trên bao nhiêu đây? 19 này, 2 mũ 24 này, nhân 3 mũ 14 này. Trừ 6 là 2 nhân 3. Cái này là 4 mũ 12 này, 4 mũ 12 này nhá. Là 2 mũ 24. 27, 3 mũ 3, 3 mũ 15. Rồi, dọn lại một lần nữa nào. 3 mũ 15 rồi. 5 này, nhân 3 mũ 15 này. Nhân 2 mũ 24 này. Trừ 3 mũ 15 nhân 2 mũ 26. Trên 2 mũ 2, 2 mũ 24, 2 mũ 26 đúng không chưa? 19 này, nhân 2 mũ 24 nhân với 3 mũ 14. Trừ đi 2 mũ 25 nhân 3 mũ 16. Rồi bây giờ ta sẽ đặt ra ngoài thôi. Em dò này, ta đặt ra ngoài 3 mũ 14 đặt ra ngoài. Vì 3 mũ 14 với 3 mũ 15 này này, chỉ đặt được 3 mũ 14 thôi. 2 mũ 24 với 2 mũ 26 thì đặt 2 mũ 24. Vậy trong sẽ còn là 5 này. Trừ đi 2 mũ 2. Rồi. Rồi, cả hai bên được trừ. Rồi, ok. Rồi thì bây giờ dưới này sẽ đặt được là 3 mũ 14 ra ngoài và 2 mũ 24 ra ngoài. Trong còn 19, trừ đi 2 nhân 3 mũ 2. Rồi, ok, hết rồi. Như vậy 3 mũ 14 hết, 3 mũ 24 hết. Như vậy là 5 trừ 4 là 1 này. 19 trừ 18 là 1. Như vậy kết quả là 1. Rất là đẹp. Như vậy A bằng 1 nhé. Các bạn có làm ra đáp án giống thầy không? Nếu giống thì hãy comment vào bình luận nhé. Rồi bài 2 nào. Bài 2 nha. Một cửa hàng có 3 cuộn vải, tổng chiều dài là 186m. Giá tiền của 1 mét vải của 3 cuộn là như nhau. Thì sau khi bán được 1 ngày, cửa hàng còn lại 2 phần 3 cuộn vải thứ nhất, 1 phần 3 cuộn vải thứ 2, 3 phần 5 cuộn vải thứ 3. Số tiền bán được của 3 cuộn vải là tỷ lệ với 232. Tính xem ngày đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải của mỗi cuộn. Thì giải rất là nhiều đề cái bài toán thực tế rồi. Đây là một cái bài mà cũng khó đấy. Ta phân tích kỹ theo hướng đi như thế nào đây. Tổng của 3 là 186m. Như vậy ta gọi đi. Gọi. Gọi số mét vải của 3 cuộn lần lượt là x, y, z. Tất nhiên là x, y, z lớn hơn 0 rồi. Đúng chưa? Tất nhiên là x, y, z sẽ lớn hơn 0 rồi. Thế thì khi đó ta có ngay là x cộng y cộng z là bằng bao nhiêu đây? 186. Đây là 1 nhé. Thế thì cuộn 1 của x mét mà bán đi 2 phần 3 rồi. Còn lại 2 phần 3. Như vậy số mét vải đã bán này ở cuộn 1 là bao nhiêu đây? Cuộn 1 là, thế thì có x mét này, còn lại là 2 phần 3 thì đã bán 2 phần 3 x. Thì khi đó là đã bán là 1 phần 3 x. Cuộn thứ hai là gì? Trời ơi, không được, chỉnh được. Cuộn thứ hai là gì? Cuộn thứ hai là bán là gì? Nào, các bạn xem rõ nhé. Cuộn thứ hai là bán là cuộn vải thứ nhất, 1 phần 3 cuộn vải thứ hai. Còn lại, cái 1 phần 3 này là còn lại. Như vậy là cái đã bán là x, trừ đi cái còn lại là 1 phần 3 x. Thì bằng 2 phần 3 x. Và cuộn thứ ba là gì đây? Cái này là đã bán nha. À là cái này thì xin lỗi nhé, là y đấy. Không có là x. Z này, trừ đi. Như vậy là còn lại là 3 phần 5. Đấy, như vậy là trừ đi 3 phần 5. Z thì bằng 2 phần 5 Z. Thì cái này là cái đã bán này. Đã
mà theo bài ra đấy, cái số tiền bán được là tỷ lệ với 2 bàn 2, mà số mét vải với số tiền là bằng nhau, số mét vải của mỗi mỗi mét là giống nhau thôi. Đấy, vậy thì đấy, do đó là ta sẽ có là, do đó là cái số vải đã bán này tỷ lệ với 2 3 2, tỷ lệ với 2 3 2, do đó là 1/3x trên 2 bằng 2/3y trên 3 bằng 2/5 z trên 2. Bây giờ xử lý cái dạng này thôi, ta xử lý cái này thôi. Ôi giờ sao mà cái loại video lại cứ bị che xuống dưới nhỉ. Rồi bây giờ thì chỉnh cái cao một chút để các bạn nhìn rõ hơn. Đó, đây 1/7 trên 2 bằng 2/7. Đấy, thì đang nói lại cho nó nhé, rõ nhé. Đây là số vải đã bán này của ba quận này. Quận thứ nhất là bán đi 1/3, quận thứ hai là bán đi 2/3, quận thứ ba là bán đi 2/5. Thì do đó là cái lượng đã bán này tỷ lệ với 2 3 2. Đấy, nên ta sẽ có là 1/3x trên 2 bằng 2/3y trên 3 bằng 2/5 z trên 2. Thì cách xử lý cái này thì cái này là x trên 6 rồi. Đấy, 1/3x trên 2 là x trên 6 này. Cái này là 2y trên 9. Đúng chưa? 3 xuống đây là cái này là 2z trên 10, tức là bằng z trên 5. 22 các bạn này, z trên 5. Xử lý tiếp cái số 2 này thì chia cho 2 đây thôi. 2 đây là x trên 12 bằng y trên 9 bằng z trên 10. Rồi đến đây thì quá dễ rồi. À. Áp dụng giải tỷ số bằng nhau thôi. Thì ta có điều gì đây? X trên 12 này bằng y trên 9 này bằng z trên 10 này bằng x cộng y cộng z trên 12 cộng 9 cộng 10. Thì cái này là bằng tổng x cộng y cộng z là 186. Đúng chưa em? 186 trên 31. Như vậy cái này là bằng 316, là bằng 6 này. Số đẹp rồi. Bằng 6 rồi. Vậy suy ra x bằng gì? X bằng gì? 6 x 12 là 72 mét này. Còn y bằng gì? 96 là 54 mét. Và z bằng 60 mét. Đấy, suy ra là người ta hỏi là số vải đã bán của mỗi cuộn. Đấy, hỏi tính xem trong ngày của cửa hàng đã bán bao nhiêu mét mỗi cuộn. Thế thì số vải đã bán là cuộn 1 là gì? Đây, đã bán cuộn 1 là gì? 1/7. Tức là 1/3 nhân 72. Thế các bạn tính ra đi. Cuộn 2 là gì? Cuộn 2 là 54. Là 2/3y. Tức là 2/3 nhân 54. Rồi, cuộn 3. Cuộn 3 đã bán là 2/5 nhân 60. Rồi, cái này bằng 24 này. Thì 17. 54 chia cho 3. 18, 36 này, đã bán 24 mét, đã bán 36 mét, và cái này cũng bán 24 mét. Đấy, một cái bài toán thực tế khá là hay, các bạn theo dõi kỹ bài này nhé. Khá hay đấy. Rồi bài 3 nào, tiếp tục tìm hiểu bài số 3 đi. Rồi các em nhìn rõ đề bài chưa? Tìm giá trị nhỏ nhất của, tìm này, giá trị nhỏ nhất của e bằng 6 trị tuyệt đối của y trừ 2022 cộng 14 trên 2 trị tuyệt đối y trừ 2022 cộng 14. Tìm giá trị nhỏ nhất của tức này. Rồi ở trên 6 14 thì chẵn rồi, đều chết cho 2, như vậy chia cho 2 đi. 3 trị tuyệt đối của y trừ 2022 cộng 7 trên 7. Thế thì chúng ta sẽ tách phần nguyên này. Bây giờ 3 này, 3 với 7 phải đi với 21 rồi. Thì yeah, sẽ bằng 3 chia tuyệt đối y trừ 2022 để cộng với 21 nhé. Tại sao 21 là đặt 3 ra ngoài là con này cộng 7 để chia hết cho cái này. Như vậy là trừ đi 14 trên trừ 2022 cộng 7. Như vậy chia đi. Đây là e sẽ bằng này. Rồi e sẽ bằng gì đây? Đặt 3 ra ngoài. Chỉ tuyệt đối y trừ 2022 cộng 7 trừ 14. Rồi chia đi bằng 3 trừ đi 14 trên. Đúng chưa các em? Đấy.
Rồi, ta đến đây rồi, ta đánh giá cái này rồi. Đây là giá trị gì đây? Giá trị nhỏ nhất nhé. Thì cái này lớn nhất này. Lớn nhất thì cái này nhỏ nhất thôi. Đấy, thì ta có là gì? Trị tuyệt đối y trừ 2022 cộng 7 là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 7 đúng không? Do đó là 3 trừ đi 14 trên 2022 cộng 7 sẽ bé hơn hoặc bằng là, à đây là dấu trừ, nó phải lớn hơn hoặc bằng 3 trừ đi 14 trên 7. Thì đây chia ra là E sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 trừ đi 2. Thì đây là giá trị nhỏ nhất của E là gì đây? Là 1. Giá trị nhỏ nhất của E là 1. Đạt được khi nào đây? Nhất định là ta phải tìm ra Y nhé. Không có tìm ra Y là cái kết quả này là sai đó. Giá trị nhỏ nhất là 1. Đạt được khi đây, cái này này, cái này bằng 7 này. Bằng 7. Dấu bằng này ra đây được 7, thứ này bằng 0. Y bằng 202 này ha. Rồi ok, xong ý thứ nhất, bài 2 rồi. Rồi, ý 2 nào. Ý 2 nào. Cho ABC khác 0, A cộng B cũng sẽ bằng cái này. Tính giá trị biểu thức. Rồi, bài này thì cho bằng nhau cũng khá là cồng kềnh nha. Thì về nguyên tắc để chúng ta áp dụng được giải tỉ số bằng nhau thì sẽ xuất hiện A cộng B cộng C ở dưới mẫu này này. Mà A cộng B cộng C ở dưới mẫu thì nó phải khác không, chúng ta mới áp dụng được cái đó. Nên chúng ta phải xét trường hợp thứ nhất này. Rất là nhiều bạn không xét trường hợp này, mất điểm nha. Là A cộng B cộng C bằng 0. Thì A cộng B cộng C bằng 0 thì cả cái này đều bằng 0 rồi. Thì ta chia ra điều gì? A cộng 2022B trừ C bằng 0. B cộng 2022C trừ A bằng 0. C cộng 2022 A trừ B bằng 0. Rồi thế thì suy ra là A cộng 2022B bằng C này. B cộng 2022C bằng A. Và C cộng 2022B A nhé thì bằng B. Đúng chưa? Vậy khi đó P là bằng này. Cái này nhân lên thôi. Cái này là A cộng 2022B này. Đúng chưa các em? Cái đồng này đúng không? Trên B nhân với B cộng 2022C trên C nhân với cái này là C cộng 2022A trên A thì B bằng, thì nhìn lên trên này này, A cộng 22B, 2022B thì bằng C trên B này nhân với cái này thì bằng A trên C nhân với cái này là B trên A thì cái này bằng bao nhiêu các em? ABC trên ABC bằng 1. Đấy, cái trường hợp thứ nhất là không phải xử lý như vậy. Đang xét trường hợp thứ hai này là nếu A cộng B cộng C khác không thì khi đó ta mới áp dụng giải tỉ số bằng nhau. Đây được này, áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau. Áp dụng cho cả cái giải này nha, cái giải này, này. Đấy, cái giải này thì ta có là A cộng B cộng C thì bằng này, đây cộng lại thôi, A này cộng 2022B đây, A cộng 2022B trừ C này cộng B cộng 2022C trừ A cộng C cộng 2022A trừ B, tất cả cái này trên A cộng B cộng C thì để làm tính ra được cái này, cái này tính được rồi, A trừ A hết, à, C cộng âm C cộng hết, B trừ B hết, như vậy là 2022A cộng 2022B 2022C trên A cộng B cộng C. Như vậy cái này bằng 2022. Vậy thì A cộng B cộng C bằng 2022 rồi. Thì cái giải này, cái giải này. Đấy, từ đây ta chỉ ra này. A cộng 2022B trừ C trên B này. Đấy. A cộng 2022B trừ C trên C bằng này. B cộng 2022C trừ A trên A bằng C cộng 2022A trừ B trên B. Cái này bằng 2022. Đấy, ta vừa mới tính rồi. Nó bằng 2022 đấy. Vậy cái này nhân lên thôi, nhân lên. Thì đây. A cộng 2022B trừ C. Cái này nhân lên bằng 2022C. B cộng 2022C trừ đi A bằng 2022A.
3C cộng 2022 A trừ B bằng 2022B. Thế thì tiếp tục chuyển sang thì được là gì? A cộng 2022B này sẽ bằng, chuyển cái C sang đây này là 2023C đúng không? B cộng 2022C bằng 2023A. Rồi C cộng 2022A thì bằng 2022B. Thì cái này chắc chắn biến đổi là chúng ta sẽ ra được A bằng B bằng C đấy. Vậy thì biến đổi như thế nào nào? Em suy nghĩ nào. Đấy. Thế thì đây này. Đây là 2022B. Thì đây là B. Thì chúng ta phải nhân thêm. Nhân thêm như thế nào đây? Đấy. 1 này. 2 này. 3 này. Nhân thêm cái 2 này này. Thôi biến đổi một bước nữa là đánh số được. Chưa cần đánh số này này. A cộng 2022B này. Bằng 2023C nha. Cái này nhân với 2022 này. Cộng 2022 nhân 2022 C bằng 2022 nhân 2023 A. Đấy, cái này là đấy, từ 1 và 2 chúng ta suy ra cái này. Đấy, từ 1 và 2 ta suy ra cái này nhá. Trừ đi. Đấy, cái dưới trừ đi cái trên được hay cái nào, trừ đi cho mất cái bên này, mất cái bên này. Đấy, suy ra được này. A trừ đi 2022 2022C, lấy cái trên trừ cái dưới nha. Được chưa? Bằng 2023C trừ 2022 nhân 2023A. Đấy, thế thì ta chuyển C sang một vế, A sang một vế. Chuyển A sang đây, chuyển C sang đây. Như vậy là A cộng với 2022 nhân 2023A bằng 2023C cộng với 2022 nhân 2022 C. Thế thì ta đặt A ngoài trong bằng 1 cộng với gì? 2022 nhân 2023 bằng rồi. C ra ngoài 2023 cộng 2022 nhân 2022. Thì rất may là hai cái này bằng nhau này, các bạn tự tính nhé. Từ đây suy ra là A bằng C. A bằng C. Tương tự từ 2 và 3 chúng ta sẽ suy ra được là B bằng C. Vậy từ đây suy ra là A bằng B bằng C. Đấy. A bằng B bằng C thì P sẽ bằng gì? 2022 khi P bằng 2022 cộng với A trên B. A trên A nhân với 2022 cộng với B trên B nhân với 2022 C trên C. Như vậy P sẽ bằng 2023 cộng 3. Đấy, kết quả đó. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu 4 bài hình nào. Có 2 bài hình này em nhé. Bài thứ nhất là cho tam giác ABC cân tại A này, AB bằng AC. Trên BC lấy điểm D, trên tia đối của CB lấy điểm E, BD bằng CE. Các đường vuông góc với BC từ D và E cắt nhau. Cắt AB AC cộng M và N. Và Y là giao điểm BC và MN. Thầy luôn luôn nhắc nhở các bạn phải vẽ một cái hình thật chính xác đẹp nhé. Tam giác ABC này, AB bằng AC tức là cân. Thì điều gì xảy ra các em nhỉ? Góc B bằng góc C. Đấy, ý thứ nhất là gì? Chứng minh DM bằng N. DM bằng N. Chứng minh DM bằng N. Tam giác bằng nhau thôi. Bài này làm mãi rồi. Nào, tam góc B này bằng C1 này. C1 bằng C2. Vậy suy ra là B bằng C2. Thầy giáo chỉ cần chứng minh đến đây các em sẽ hình dung ra tam giác bằng nhau rồi, đúng không em nhỉ? Vậy thì tam giác là gì? DMB thì bằng tam giác là ENC. Cái này không phải trường hợp đặc biệt đâu nhá, chưa liên quan đến cạnh viền. Không phải đặc biệt đâu nhá. Góc cạnh góc, góc cạnh góc. Vậy suy ra là DM bằng EN. Rồi, ok. Ý thứ hai này. Chứng minh Y là trung điểm của MN. Y là trung điểm của MN. Thì ta phải chứng minh IM bằng IN. Thì cái ta vừa mới chứng minh được phát huy này. Đây, đây. Bằng cái này. Đấy, em thấy chưa? Đấy, ta sẽ phát huy cái vừa chứng minh nó như thế nào đây. Thì ta có là gì? Ta có này. Cái DM này sẽ song song với IN. Vì là cùng như thế nào nhỉ? Vuông góc với B. Để xem. Vậy khi ra M1 bằng R1. M1 bằng R1 đúng không? Số lên trong này.
MD này bằng N này và hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh cũng bằng nhau. Được chưa? Không không cần hai góc đối đỉnh đâu, cái góc vuông này này. Như vậy vẫn là góc cạnh góc. Góc cạnh góc. Rồi ok chưa? Đấy, tam giác là DMI bằng tam giác là ENI. Góc cạnh góc. Được chưa? Bằng nhau thì IM bằng I, giờ phải chứng minh. Ý thứ ba này, đường vuông góc với MN tại Y luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi. Đây, vuông góc đây. Vuông góc với MN tại Y này, các bạn này kể chưa? Các bạn xem cái cảnh thầy nhiều bài làm cái bài này. Nhiều hiện thi cái này lắm rồi. Cái điểm O này. Được chưa? Đấy, cái điểm O này. Vuông ở này. Đây là phân giác nha. Được chưa? Ý ba này. Kẻ phân giác của góc A. Cắt đường vuông góc với cắt cái đường này. Này cắt đường vuông góc với MN tại Y tại điểm điểm O, tức là đường phân giác này cắt cái đường này tại điểm O nha. Thì khi đó ta phải có này, các bạn sẽ thấy này, tam giác ABC là tam giác gì? Tam giác ABC là tam giác gì nhỉ? Cân thì suy ra là AO cũng là trung trực của BC. Vậy suy ra là OB bằng OC. Đúng chưa các em? Đây, OB bằng OC nhé. Rồi, OB bằng OC rồi, hết mực rồi. OB bằng OC rồi này. Lại có này, IM bằng IN. Cái OI này chính là trung trực rồi. Lại có IM bằng IN. Đúng chưa? IM bằng IN vì là OI là trung trực mà. Là trung trực của M. Đấy, như vậy là đoạn này này. Bằng đoạn này này. Rồi, nói thêm cái. Ô, thì ra xin lỗi nhé, cái OM bằng ON nhé. OM bằng ON đấy. B bằng OC, OM bằng ON rồi. Rồi cái CN này bằng BM. CN bằng BM. Vậy suy ra được tam giác gì bằng nhau đây? OBM bằng tam giác là OCN. Theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Vậy thì suy ra góc bằng nhau là góc OBM bằng góc OCCN. Đúng chưa? Dễ thấy này. Là tam giác là OB A bằng tam giác là OCA. Cũng theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy suy ra là góc OBA bằng góc OCA. Như vậy ta vừa chứng minh được cái góc đây này bằng góc đây. Và vừa chứng minh tiếp được góc đây bằng góc đây. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta suy ra. Suy ra điều gì đây? Điều gì đây các bạn nhỉ? Suy ra được là góc OCN bằng góc OCA. OCN này bằng OCA bằng bao nhiêu độ nhỉ? 90 độ. Chia ra là OC vuông góc AC. Chia ra là OC là cố định à? Không chạy đi đâu được. C cố định, A cố định, vuông góc không chạy đi đâu được. Rồi. OC cố định này. AO cũng cố định. Để chia ra điểm O cố định. Đấy, như vậy là cái đường này này luôn luôn đi qua cái điểm O là cố định. Rồi, ok. Rồi, ok. Chúng ta cùng tìm hiểu cái bài hình ngắn thôi nhưng mà rất khó các bạn. Trục tam giác ABC vuông tại A, góc C 15 độ. Trên BA lấy điểm O, sao cho BO này bằng 2 lần AC. Như vậy nó có hai điều kiện nào. Chứng minh rằng tam giác OBC là cạnh. Các bạn nhìn rõ đề bài chưa? Rồi, chúng ta cùng thực hiện nhé. Rồi, đề bài cho cái này bằng 15 độ này. Thì suy ra được điều gì đây? Nào. Bây giờ ta vẽ hình chính xác nhé. Thì góc B này bằng bao nhiêu độ các em nhỉ? Sẽ bằng 75 độ. Đấy, đúng chưa? Cái bài này rất là khó vì chúng ta phải dựng thêm hình này. Kỹ năng vẽ thêm hình. Thì cái này là một trong cái kỹ năng đó là dựng tam giác đều này. Cái này thì đã là trình bày trong video rồi.
thầy giáo sẽ dựng một cái tam giác đều, đều chữ này đều. Rồi, tương đối thôi. Dựng một cái tam giác đều AMB. Đấy, thì điều gì xảy ra đây? Ba cạnh này bằng nhau này. Ý thứ hai. Đấy, thế thì ta có góc ACB bằng 75 độ, suy ra được là góc ABC bằng 75 độ. Thế bây giờ ta sẽ dựng tam giác đều AMB BMC. Đây. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng này, cái góc này là 60 độ này, thì cái góc này là 15 độ này, rất là quan trọng nhé. 15 độ. Thì suy ra được là góc MBC bằng 60 độ, suy ra được là góc MBO. Thì cái này là 75 độ thì 60 này là 10, 15 độ. Đúng chưa các em? Đấy, 15 độ. Thì bây giờ thì giáo được kẻ một cái đường vuông góc này. H kẻ MH vuông góc với OB. Thế thì thấy hai cái tam giác sau bằng nhau này, cạnh huyền này, góc nhọn bằng nhau. Đấy, thế thì tam giác là HMB sẽ bằng tam giác là HMB bằng tam giác là ABC. Cạnh huyền góc nhọn này các em thấy chưa? Thấy chưa? Cạnh huyền với tam giác đều mà, góc nhọn 15 độ. Vậy ta sẽ suy ra được là AC sẽ bằng là HB. Đấy, AC bằng HB. Mà này, mà cái OB này bằng 2AC, tức là OB sẽ bằng 2 lần HB. Do đó ta suy ra được hai cái này bằng nhau rồi, đúng không? HB bằng HC, HB bằng HO nhé. Đúng chưa? HB bằng HO. Thế thì tam giác là OB, OB là tam giác gì đấy em? Đường cao này chung với đường trung tuyến. Chia tam giác là MOB là cân, cân tại M. Đúng chưa? Vì đường cao trùng với đường trung tuyến. Đúng chưa? Vậy chia ra được cái góc là OMB sẽ bằng bao nhiêu độ đây? 15, 15 là bằng 30 rồi. 15 là 30 là 150 độ. Đấy, này là 150 độ này. Và cái này là 6, 60. Vậy cái này cũng là 150 độ. Vậy chia ra là góc OMC này bằng 360 độ trừ đi 150 độ trừ đi 60 độ cũng là 150 độ. Đấy, cái góc bằng nhau này, cạnh bằng nhau này, cạnh chung này. Vậy suy ra được là tam giác là OMB bằng tam giác là OMC là cạnh góc cạnh. Vậy suy ra được là OB bằng OC. Ok rồi, tam giác OBC là cân tại. Bài rất là khó. Chắc là phải siêu nhân mới làm được bài này. Không biết có siêu nhân hay không. Nhưng mà có thành nhân. Thành nhân đã làm được 15 điểm bài này. Và được giải nhì em nhé. Chúc mừng bạn thành nhân. Tháng năm phải cố gắng lấy giải nhất. Rồi, bài cuối cùng. Chứng minh rằng cái này lớn hơn 1 và bé hơn 2. Cái bài này dễ quá. Câu 5 dễ quá. Ai cũng làm được bài này thôi. Ta có gì? A trên A cộng B cộng C lớn hơn A trên A cộng B cộng C cộng D. Đương nhiên rồi, vì là D lớn hơn 0. Đúng chưa? B trên B cộng C cộng D lớn hơn B trên A cộng B cộng C cộng D. C trên C cộng D cộng A lớn hơn C trên A cộng B cộng C cộng D. Rất nhiều video có cái này rồi các em nhé, các em có thể xem. D trên D cộng A cộng B lớn hơn D trên A cộng B cộng C cộng D. Cộng lại thôi. Suy ra A trên A cộng B cộng C cộng B trên B cộng C cộng D cộng C trên C cộng D cộng A cộng với D trên D cộng A cộng B lớn hơn 1. Lớn 1 rồi, bên này cộng lại cộng 1 nhé. Này cộng 1 đúng không? Rồi. Rồi, chúng mình bé này nào. Thì ta có này, nếu x bé hơn y thì suy ra
phần y sẽ bé hơn x cộng m trên y cộng m. Đấy, cái này là đã chứng minh rất nhiều, các bạn chứng minh nha. Thì áp dụng điều đó suy ra a trên a cộng b cộng c cộng d sẽ bé hơn a cộng d trên a cộng b cộng c cộng d, b trên b cộng c cộng d bé hơn b cộng a trên đây thiếu a cộng thêm a nhé. Rồi c trên c cộng d cộng a bé hơn c cộng b trên a cộng b cộng c cộng d. Rồi cái cuối cùng là d, d cộng a cộng b bé hơn d cộng c trên. Rồi cũng cộng lại suy ra a trên a cộng b cộng c cộng b trên b cộng c cộng d cộng c trên c cộng d cộng a cộng d trên d cộng a cộng b bé hơn a. Bên này cộng lại bằng 2 này, cộng lại bằng 2. Vậy ta được điều chứng minh rồi, ok. Như vậy là thầy giáo đã kết thúc một cái video ở đây. Hôm nay là hết thẳng 1 tiếng đồng hồ để quay cái đề này, đề khó đấy các em nhé. Chúc các em có kết quả cao nhé, chúc bạn thành nhân nhé, sang năm cố gắng lấy giải nhất.